Hello mọi người, chào buổi sáng mọi người. Mình đang chuẩn bị ép hoa quả. Có bông đứng xem. Chào cô chú chị. Chào. Cà rốt này, có cần tây này, có một ít dứa từ hôm qua mình ăn cũng còn thừa. Đây, có con này. Ăn bánh dứa ha. Anh Tuấn đang bị đau mắt nên là mình sẽ xay cà rốt cho để cả nhà uống. Rồi mình sẽ xay nhá. Cháu đã được một bình to chưa? Bông nhá. Lấy cho bông gốc nhá. Có chú chim chó uống này. Ăn nhỉ? Ăn không? Mình đang sửa rồi. Hello mọi người, bây giờ thì bọn mình đang đi shopping đây. Đây là cháo bông. Yếu thế, để là anh Tuấn đang lái xe. Mình đang ở downtown Seattle. Mọi người nhìn này. Đây là downtown Seattle đây mọi người ạ. Thì mình định đi mua túi. Không biết là có túi gì mới không? Tại vì mình sắp sinh nhật. Thế nên là quyết định mua một cái túi để kỷ niệm sinh nhật 29 tuổi. Cũng không biết là có gì không. Nếu mà không có túi đẹp thì cũng không mua đâu. Trung tâm thành phố Seattle như thế này này. Bye.
make up mọi người ạ. Chuyện gì vậy? Đẹp không? Okay, good. Tụi em thôi cho anh đâu biết đâu. Ừ, nhau. Ừ. À, hiểu thì hiểu nào xịn hơn. Ngang nhau hả? Đang đi pick up ở cửa hàng ở đối diện. Đối diện có hàng bánh mình mới đặt.
đặt bánh matcha tiramisu. Ngon. Đấy, 3 tuần lên rồi. Đứng đợi ở kia, mọi người có vẻ đang đợi. Đang ngồi đợi đây ạ. Chà Bông cũng đang đợi đây ạ. Không nhỉ? Ừ, con nói gì chứ cô chủ thế? Ờ. Là sinh nhật của Jamie. Sẽ có những cảnh như thế nào? Bật đi xuống chúc mừng lễ sinh nhật bé sao? Em thế á? Đây. Đây, hôm nay có những cái món này đây. Đây là món bánh cống mọi người ạ. Đây là bánh cuốn. Bánh ngọt. Có xe tôm thịt. Willis ở gần đây thì nó close, nó không có chỗ rồi. Nghe sai là nó có hạn cho enrollment cho 2021 rồi. Chưa cho xem. Thế à? Nhưng mà cái trường này có một cái là mình phải cách lắm. Oh, I hate that. Move the day in there.
rồi. Sinh nhật nhà mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nhé. Mọi người đừng quên ấn like, ấn share và ấn subscribe kênh channel của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.